đi ở Thanh Hóa đi được mà, đi một thằng được. Chắc tùy được chỗ. Sao mấy giờ rồi? 3:10. 3:10 à? Tập 4:15 gọi tôi nhé. 4:15 nó hết mẹ pin. 4:15 sao? Hết pin thì xuống biển tí. Đi lại là xuống ở Hội An đấy. Hả? Đi thẳng là xuống Hội An đấy. Đi xe đạp về sướng, đi xe đạp về đi về xuống biển sướng. Ở đây chắc có thuê xe đạp đấy, xe địa hình nhé. Có đi về xe đạp sướng hơn. Xe đạp thì có thể đi được trên cát. Xe địa hình cho ngon nó. Ờ. Thì thứ nhất là lực lún nó không mấy. Ở đấy biết đây tôi ở đâu. Đuổi xe ở bắt chỉ có nhìn thấy thôi, đang đi đường nếu ai đuổi. À thì đúng không, thế cơ động của đang đi ấy là nó xa tàn tiếp vào hoặc từ xa là cảnh sát nó nhìn thấy cái là bây giờ nhảy xuống tắm rồi đi đéo quần thay nhở, đéo thay đâu. Có xin nhan hả? Tôi có nhìn mà, tôi nhìn. Làm gì đây á? Nào, đéo đi trên vỉa hè này. Ô, đi ra đúng cái đoạn cụt cây vai. Hết thì lên. Ôi dồi.
không thấy biển. Cát đeo như thế này, cát đi được cứt. Ngoài cái lệnh. Để đâm đúng chỗ nào bảo vệ ngồi thì sẽ... Khi mà bé có thằng bảo vệ ngồi đi đúng chỗ đó. Hả? Khi mà bé có thằng bảo vệ đi đúng chỗ đó. Điện mãi. Này mình nhìn đường biển đi, nó đi trong kia nhìn đi cứt đây xe máy đi đây đấy công nhân à, mình báo công nhân vào đạp phải chứa không? Đéo phải lo à. Lượn đã xuống kia. Số lại về sớt xem.